Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán đăng ngày lỡ nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 3 chữ số trước, được chưa? Sau đó mình chỉ đọc nè, viết nè, so sánh. Rồi, bắt đầu. Ví dụ như 1, 7, 5. Đây được gọi là số tự nhiên có 3 chữ số. Cái cách thứ nhất các bạn đếm giúp mình. Đếm thì các bạn đếm từ tay phải sang tay trái giúp mình. Đây là quy ước của lợi nha. Bắt đầu đếm nè, từ phải sang trái. 1, 2, 3. Ok chưa? Cách 2. Dựa vào số hàng. Cái cách 2 này để áp dụng cho bài này. Dựa vào số hàng thì cũng từ tay phải sang trái giúp mình. Cái hàng thứ nhất người ta thuộc hàng đơn, đơn vị. Hàng thứ hai thuộc hàng chục. Hàng thứ ba thuộc hàng hàng trăm. Ok dạ. Vậy số của 3 chữ số phải đảm bảo gồm hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm. Ok chưa? Ok chưa? Rồi bắt đầu nha. Thì đọc trước, mình chỉ đọc trước. Khi đọc thì các bạn cần nhớ những cái từ ngữ. Từ ngữ nha. Ví dụ như linh. Linh. Linh thì đọc khi hàng chục là số 0. Đó. Linh hàng chục là số 0. Ví dụ như 102. Thì mình biết số này có 3 chữ số thì thuộc hàng trăm nè, hàng chục nè và hàng đơn vị. Rồi bắt đầu 102, được chưa? Đọc nè, 100, 100, không là hàng chục nè, đọc là linh, được chưa? 100, không ở hàng chục, đọc là linh. 102. Đơn vị thì các bạn không cần đọc. Cái từ đơn vị không cần đọc, được chưa? Đó, kiến thức thứ nhất đó là linh. Nếu số 0 nằm ở hàng chục cộng đơn vị không cần đọc. Cần đọc từ nha các bạn. Xin lỗi, không cần đọc. Ok chưa? Thứ hai đó là 1, 1 ở hàng chục thì đọc là 10. 1 ở hàng chục đọc là 10, được chưa? Còn từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ở hàng chục thì đọc là 20. Xin lỗi, mình viết chữ đi. 22 thì đọc là 20, 22 đọc là 20, 3 đọc thì là 30, 4 đọc thì là 40, 5 đọc là 50. Ví dụ 100, 100 đơn vị. Rồi ví dụ như 1, 1, 7. Ví dụ 1, 1, 7 đọc 100, 1 ở hàng chục này đọc là 17. Được chưa? 100, 1 ở hàng chục đọc là 10, 17. Được chưa? Ví dụ tiếp theo như 1, 2, 6 đọc là 100, 2 đọc là 20, 26. 120, 26. Ok chưa? Tiếp theo đó là, cần nhớ đó là số 1
ở hàng đơn vị các bạn. Hàng đơn, đơn vị số 1 nè, đọc là 1. Số 5 đọc là 5. Được chưa? Số 1 ở hàng đơn vị đọc là 1, số 5 đọc là 5. Ví dụ 7 6 1 viết vô trăm chục đơn vị. 7 6 1 đọc 761. 1 học đọc là 1. 761. Tiếp tục 725. 725. 725. Ok chưa? Đó là cách đọc nha các bạn. Cách đọc. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cách viết. Thì cách viết rất đơn giản. Ví dụ viết ra số nè, cách đọc rồi. Bây giờ cách viết, ví dụ như mình cho nè, 125. Thì ở đây các bạn chủ yếu tập trung vào những chữ liên quan tới số. Ví dụ như 1 là số 1, 2 là số 2, 5 chính là 5. Được chưa? Vậy là mình viết là 1, 2, 5. Ok chưa? Ví dụ một cái nữa, 101. Rồi, 1 chính là số 1, 0 chính là 0 ở hàng chục, 1 là 1, vậy là 101. Ok chưa? Cách viết rất đơn giản. Khi các bạn biết được cách đọc rồi thì cách viết rất đơn giản nha các bạn. Cách viết rất đơn giản. Rồi, bây giờ mình tiếp tục một ví dụ. Ví dụ liên quan về so sánh. So sánh thì so sánh số có 3 chữ số nè. Các bạn nhớ bước 1, khi số lượng chữ số bằng nhau, số lượng chữ số bằng nhau thì các bạn bước tới bước 2, các bạn làm từ tay trái sang tay phải. Từ trái sang tay phải thì trước khi làm so sánh thì các bạn nhớ giúp mình, mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi không nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và dãy số này được sắp xếp theo chiều tăng dần là sao ạ? 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, 3 lớn hơn 2, vân vân và vân vân. Được chưa ạ? Rồi, tới đây mình sẽ cho bài tập để các bạn so sánh bài tập nè. Ví dụ 765 743 thì hãy so sánh hai số này giúp mình. Thì bước đầu tiên các bạn phải biết rằng số này bao nhiêu chữ số ạ? 123. 123. Số lượng chữ số bằng nhau. Được chưa? Thì các bạn làm từ tay trái nè sang phải, từ tay trái sang phải bắt đầu. 7 với 7 bằng, tiếp tục. Khi bằng rồi các bạn tiếp tục. 6 với 4 thì các bạn thấy 6 nè, lớn hơn 5, lớn hơn 4. Vậy 6 lớn hơn 4 vậy đồng nghĩa 7, 6, 5 lớn hơn 7, 4, 3. Ok chưa? Ok chưa? Một ví dụ nữa nha. 102 105. Rồi, đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Khi số lượng chữ số bằng nhau rồi, các bạn làm từ tay trái sang tay phải. 1 bằng 1. Ok. 0 bằng 0. 2 với 5 thì thấy rằng 5 lớn hơn 2 nè. Vậy là 105 lớn hơn. Ok chưa ạ?
Rồi bây giờ mình sẽ cho bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Hãy đọc những số sau đây, hãy đọc thôi nha, đọc những số sau đây, đọc những số sau đây: 109 115 105 975 901. Rồi các bạn hãy đọc và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.